Báo điện tử Seven News của Australia đưa tin, toàn bộ đội tuyển Australia tham dự Olympic tại Tokyo, Nhật Bản vừa bất ngờ nhận được lệnh thông báo phải quay trở lại làng vận động viên và ngay lập tức cách ly trong phòng ở, trong lúc chờ thông báo tiếp theo. Hiện tại, toàn bộ đội tuyển Australia cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Seven News cho biết, toàn bộ đội tuyển Australia phải cách ly sau khi một vận động viên của đội là F1 của một vận động viên vừa được xác định bị COVID-19. Mặc dù không nói rõ là có liên quan đến vận động viên nào, song đoàn Mỹ vừa ra tuyên bố cho biết, vận động viên nhảy sào Sam Kendrick vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19, nên không đủ điều kiện để thi đấu ở Thế vận hội. Hiện tất cả những người là F1 của vận động viên Sam Kendrick đều được thông báo và yêu cầu cách ly ngay lập tức.